Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với kênh của chúng tôi. Đừng quên bấm đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn nhé. Và sau đây sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Mặc dù vụ án này không phải là một vụ lớn trong lịch sử, nhưng vẫn được nhắc nhiều đến hiện tại. Bởi vì sau khi kẻ sát nhân bị xử tử và được chuyển đến cơ sở hỏa táng, thì thi thể đã bất ngờ ngồi dậy. Cảnh tượng kinh hoàng khiến những người có mặt choáng váng. Đây không phải là một bộ phim ma, đó chính là những gì đã diễn ra trong đời thật. Ngày 1 tháng 4 năm 2005, Tòa án Nhân dân huyện Phương Chính, tỉnh Hắc Long Giang đã tuyên án tử hình một cặp tội phạm nam và nữ, trong đó có Tất Lệ Mai, người đã ra tay giết chết nạn nhân là Tưởng Lai Nghĩa. Được biết, Tất Lệ Mai lớn lên ở nông thôn cùng ông bà nội và không được ăn học nhiều, cô chỉ học đến cấp 2 rồi nghỉ. Nhưng với vẻ đẹp hơn người, cô được nhiều chàng trai theo đuổi. Tháng 4 năm 2003, Tất Lệ Mai mở một thẩm mỹ viện mang tên mình và qua đó cô quen biết với Tưởng Lai Nghĩa. Nạn nhân lớn hơn Tất Lệ Mai 3 tuổi. Sau một thời gian, họ bắt đầu hẹn hò. Tưởng Phú Quý, 64 tuổi, là một nông dân trung thực và tốt bụng. 10 năm sau khi kết hôn, hai vợ chồng ông Tưởng vẫn không có mụn con nào. 5 năm tiếp theo phải điều trị bằng thuốc, Tưởng Lai Nghĩa đã ra đời. Chính vì thế, ông rất yêu thương con trai, luôn muốn làm những điều tốt đẹp cho con. Thậm chí có lúc gia đình phải bán nhà để Tưởng Lai Nghĩa được học đại học. Tưởng Lai Nghĩa là thanh niên duy nhất được đi học đại học trong làng. Đầu năm 2004, Tưởng Lai Nghĩa thông báo đang hẹn hò Tất Lệ Mai. Điều này khiến vợ chồng già ở quê nhà rất vui mừng. Họ muốn con trai dành dụm tiền tổ chức đám cưới. Khi đó, một vị khách giàu có hơn đã xuất hiện khiến Tất Lệ Mai không còn một lòng với Tưởng Lai Nghĩa nữa. Trước sự phũ phàng của người tình, nạn nhân vẫn quyết tâm níu kéo. Ngày 19 tháng 6 năm 2004, Tưởng Lai Nghĩa đến tìm Tất Lệ Mai, bày tỏ ý muốn nối lại tình xưa. Ngày 8 tháng 7 năm 2004, một người nông dân phát hiện một xác chết nam với nhiều xương bị gãy và đang phân hủy. Đó chính là Tưởng Lai Nghĩa và thời gian tử vong là 15 ngày trước. Lần theo các manh mối, cảnh sát đến tìm Tất Lệ Mai thì cô đã rời khỏi nơi cư trú. Cô đã không còn ở Quảng Châu mà đã đến Thâm Quyến. Hóa ra, trong ngày xảy ra vụ án, Tất Lệ Mai đã hẹn gặp Tưởng Lai Nghĩa để vay tiền, nhưng cô ta lại đưa người này đến một khu rừng. Cô ta đã đầu độc nạn nhân với chất độc trong một chai coca. Sau khi lấy sạch tiền bạc và tư trang, Tất Lệ Mai vứt xác nạn nhân xuống vực núi. Sau khi vụ việc xảy ra, để trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát, Tất Lệ Mai đã lừa đảo một người bạn trai khác số tiền 200.000 nhân dân tệ và trốn sang thành phố Thâm Quyến để chuẩn bị trốn sang Hồng Kông, nhưng vẫn không thể thoát khỏi pháp luật. Ngày 28 tháng 12 năm 2004, Tất Lệ Mai bị kết án tử hình và bồi thường 100.000 nhân dân tệ. Nhưng không ai ngờ cô ta lại sống sót một cách phi thường sau khi thi hành án. Vào lúc 11 giờ sáng ngày 1 tháng 4 năm 2005, Tất Lệ Mai bị đưa đến nơi hành quyết. Khi cơ quan chức năng chuẩn bị hành hình, ông Tưởng Phú Quý đã chạy đến khóc lớn. Hãy để tôi tự tay đánh chết ả, đánh chết con yêu tinh này để báo thù cho con trai tôi. Những tiếng hét bất ngờ gây ra một cuộc hỗn loạn tại pháp trường, khiến những người có mặt tại đây có nhiều cảm xúc khác nhau. Lực lượng vũ trang đã vội vàng kéo ông Tưởng Phú Quý đi. Gương mặt của ông hốc hác và tiều tụy sau khi trải qua cái chết thảm khốc của con trai. Nghe tin hung thủ bị xử tử, ngày 31 tháng 3 năm 2005, cụ ông Tưởng Phú Quý đã đến pháp trường từ sáng sớm. Sau khi công tố viên và pháp y xác nhận hai phạm nhân đã chết, họ chụp lại ảnh và đưa hai thi thể rời đi. Bố mẹ của hung thủ Tất Lệ Mai đã chờ đợi ở nơi hỏa táng, nhìn thi thể con gái được đưa đến đã òa khóc. Sau khi người thân lau máu trên thi thể người chết thì chúng được đưa vào lò hỏa táng. Tuy nhiên ngay sau đó, từ bên trong cửa lò hỏa táng, một giọng nói đáng sợ vọng ra. Những người đứng bên ngoài bắt đầu rơi vào tình trạng hoảng loạn. Thi thể của Tất Lệ Mai đã ngồi dậy trên bàn dài, máu chảy dài từ miệng và sau ót. Các pháp y đứng từ xa quan sát, chuyển động của Tất Lệ Mai không giống như một xác chết. Họ thử gọi tên cô. Tất Lệ Mai mở miệng nhưng không phát ra thành tiếng. Cô ta chỉ gật đầu. Hóa ra đầu lưỡi của nữ phạm nhân bị tổn thương nên không thể nói chuyện, nhưng cô ta vẫn sống. Lúc này, tất cả các thành viên trong gia đình Tất Lệ Mai quỳ xuống trước mặt vị thẩm phán và năn nỉ. Tất Lệ Mai không chết khi hành hình, chứng tỏ Tất Lệ Mai không nên chết. Tuy nhiên, mặc người nhà năn nỉ hết lời, cơ quan chức năng vẫn quyết định thi hành án lần hai.
Tại lò hỏa táng, cảnh sát đã rút súng lục bắn 2 phát vào đầu cô ta. Tất Lệ Mai chết ở tuổi 22, dùng sinh mạng của mình để bồi đáp cho linh hồn của Tưởng Lai Nghĩa. Năm 2014, thế giới đã lần đầu tiên được chứng kiến một cuộc đấu giá hy hữu nhất lịch sử. Sự kiện được tổ chức tại Beverly Hills và mẫu vật là một cục phân cổ đại được bán với giá 10.370 USD, tương đương khoảng 230 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. Cục phân hóa thạch này, theo như mô tả, dài gần 102 cm, có màu nâu nhạt và được xem như mẫu phân từ các sinh vật cổ đại lâu đời nhất lịch sử. Theo như nhận định, mẫu phân có niên đại từ 20 triệu năm trước, có thể thuộc về thế Miocene, thế địa chất kéo dài từ 23,03 đến 5,33 triệu năm. Và chỉ cần thực hiện một phép chia đơn giản, mỗi cm phân có giá 2,2 triệu đồng. Đối với giới khoa học thời bấy giờ, cục phân này là một mẫu vật rất đặc biệt, không chỉ vì niên đại của nó, sự đặc biệt còn nằm ở cấu trúc cục phân, có hình dạng xoắn tròn thành từng khúc rất kỳ lạ. Khoa học gọi nó là Potrioidal, một từ xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là chùm nho. Chad, giám đốc bảo tàng tự nhiên IM, Chad cho biết, cục phân này được tìm thấy vào năm 2012 tại một vùng đất thuộc Toledo, Washington. Là một người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực buôn bán cổ vật, Chad ngay lập tức biết rằng đây là một món hời, vì trong lịch sử chưa từng có mẫu vật nào như thế. Tuy nhiên, cũng chính cục phân này lại tồn tại một vấn đề mà khoa học phải đau đầu đi tìm lời giải, đó là sinh vật nào đã tạo ra nó. Phải là một sinh vật rất lớn mới có thể đào thải ra một thứ vĩ đại như vậy. Thế nên, nhiều người cho rằng tác giả của nó là một con khủng long cổ dài, kích cỡ rơi vào khoảng 27 mét. Tuy nhiên, câu chuyện trở nên phức tạp hơn khi Robert Growich, phóng viên khoa học của trang tin NPR, phản bác chuyện đó. Theo Growich, nếu cục phân này thuộc về thế Miocene thì không thể có chuyện là khủng long cổ dài được, vì ở giai đoạn này chúng đã tuyệt chủng hết rồi. Theo Growich, sinh vật lớn bậc nhất thời kỳ đó là loài chim cổ Argentavis magnificens. Chúng nặng 60-80 kg, sải cánh cực lớn với độ dài lên tới 8 mét. Thế nên, ắt hẳn chất thải của chúng phải rất lớn. Nhưng bản thân Growich cũng không đánh giá cao khả năng này, vì dù sải cánh có dài, cơ thể của chúng có lẽ cũng chỉ tương đương con người hoặc lớn hơn một chút. Với kích cỡ như vậy thì chất thải của chúng thậm chí còn chẳng dài bằng 1/2 cục phân trăm triệu của chúng ta. Thế nên, Growich đã đưa ra hai giả thuyết, hoặc là cục phân có niên đại xa hơn những gì con người đã tiên đoán, tức là thuộc thế Oligocene, từ 39 triệu đến 22 triệu năm trước. Thời kỳ này, khủng long vẫn tồn tại, và biết đâu một trong số chúng là tác giả của thứ con người đang tranh nhau đấu giá. Và thứ hai, đó là ở thế Miocene vẫn còn một loài sinh vật nữa mà con người hiện vẫn chưa tìm ra. Đó phải là một sinh vật khổng lồ, ngang cỡ khủng long, vậy mới đủ để tạo ra những cục phân khác biệt. Nhưng sau tất cả, đó vẫn chỉ là giả thuyết. Cho đến thời điểm hiện tại, ông chủ của cục phân vĩ đại vẫn còn là một bí ẩn đang bỏ ngỏ.